Chào các em, cô rất vui khi được đồng hành với các em trong tiết học hóa ngày hôm nay. Để mở đầu tiết học, mời các em tham gia trò chơi nạp năng lượng để củng cố lại kiến thức đã được học ở tiết 1 thuộc chuyên đề kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm. Thể lệ của trò chơi này như sau. Trả lời đúng 5 câu hỏi để nạp năng lượng và nhận quà hấp dẫn. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 10 giây. Chúng ta bắt đầu. Câu số 1. Phương pháp nào dùng để điều chế natri, canxi, nhôm? Đáp án là điện phân nóng chảy. Chúng ta đã nạp được 20% năng lượng. Sang câu số 2. Cho các kim loại sau, natri, magie, canxi, nhôm, kim loại nào khử mạnh nước ở nhiệt độ thường? Đáp án là natri và canxi. Câu số 3. Trong số các chất sau, Al, NaH, CO3, Al2O3 có bao nhiêu chất lưỡng tính? Đáp án là 2, gồm có NaH, CO3 và Al2O3. Như vậy các em đã nạp được 60% năng lượng. Câu số 4. Hiện tượng gì xảy ra khi sụp từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch CaOH 2 lần? Đáp án là tạo kết tủa trắng CaCO3, sau đó kết tủa tan dần. Câu số 5. Hấp thụ hoàn toàn 0,1 mol khí CO2 vào dung dịch chứa 0,15 mol CaOH 2 lần, thu được bao nhiêu gam kết tủa? Đáp án sẽ là 10 gam. Ta có tỷ lệ số mol OH trừ trên CO2 là bằng 0,15 nhân 2 chia 0,1 là bằng 3, lớn hơn 2, tạo thành muối trung hòa, nên ta sử dụng công thức tính nhanh, số mol kết tủa sẽ bằng số mol CO2 bằng 0,1, nên khối lượng của kết tủa sẽ bằng M lớn nhân mol là bằng 100 nhân 0,1 bằng 10. Cô chúc mừng các em đã đạt được 100% năng lượng và quà của cô sẽ được tiết lộ ở những phút cuối của tiết học hôm nay. Nội dung của chuyên đề kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm tiết 2 hôm nay có hai dạng bài tập chính. Dạng 1, H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm NaOH, CaOH. Dạng 2, kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm tác dụng với nước. 1, bài toán H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm NaOH, CaOH. Đây là một bài toán mà kiến thức trọng tâm nằm ở chương trình hóa lớp 11, bài axit phosphoric. Các em biết rằng H3PO4 là một đa axit phân ly theo 3 nấc. Tùy theo tỷ lệ số mol OH trừ phản ứng mà sản phẩm thu được khác nhau. Chúng ta có phương trình ion rút gọn như sau. Đối với dạng bài toán thuận, tức là đề sẽ cho số mol của OH trừ và số mol của axit. Lập tỷ lệ số mol OH trừ trên số mol H3PO4, nếu bằng 1 thì sẽ tạo thành H2PO4 trừ và xảy ra phương trình thứ nhất. Nếu bằng 2 sẽ tạo thành HBO4 2 trừ, xảy ra phương trình số 2. Nếu bằng 3 sẽ tạo thành BO4 3 trừ, xảy ra phương trình số 3. Trong trường hợp tỷ lệ này nằm ở khoảng giữa 1 và 2 thì sẽ tạo thành hai muối H2PO4 trừ, HBO4 2 trừ, lúc này xảy ra phản ứng số 1 và số 2. Nếu tỷ lệ bằng nằm ở khoảng giữa 2 và 3 thì sẽ tạo thành hai muối HBO4 2 trừ, BO4 3 trừ, lúc này xảy ra phản ứng số 2 và số 3.
Các em để ý là số 1, số 2, số 3 chính là số nguyên tử H trong axit bị mất. Khi tỷ lệ số mol NH trừ trên H34 lớn hơn 3 thì sẽ tạo thành BO4 3 trừ và lúc này OH trừ dư. Còn tỷ lệ này nhỏ hơn 1 thì sẽ tạo thành H2BO4 trừ và axit dư. Đối với những bài toán đi từ phốt pho hoặc là B2O5 thì các em đều chuyển về H3BO4 để tính. Với số mol của H3BO4 sẽ bằng 2 lần số mol B2O5 theo định luật bảo toàn nguyên tố phốt pho. Và số mol H3BO4 sẽ bằng số mol phốt pho. Sau đây là một số câu hỏi để ôn lại cái dạng bài toán thuật. Câu số 1. Cho 150ml dung dịch cao H1M tác dụng với 200ml dung dịch H3B4 0,5M. Dung dịch thu được sau phản ứng có chứa chất nào? Với 4 đáp án A, B, C, D, các em có 10 giây để suy nghĩ. Với câu hỏi này, có thể tóm tắt lại đề như sau. Số mol cao H, đề cho CMV tính được số mol là 0,15 mol. Số mol H3B4 tính được 0,1 mol. Và đề hỏi là dung dịch thu được chứa chất gì? Như vậy, chúng ta lập tỷ lệ lấy số mol OH trừ chia cho số mol H3B4 bằng 0,15 chia cho 0,1 là bằng 1,5. Dựa vào cây tỷ lệ, ta thấy 1,5 nằm khoảng giữa 1 và 2, cho nên ta sẽ thu được hai muối có gốc H2B4 trừ, HB4 2 trừ. Nên sản phẩm chính là đáp án sẽ là KH2BO4, K2HBO4, đáp án A. Câu số 2. Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam phốt pho trong oxy dư, thu được chất rắn A. Cho A tác dụng với 200ml dung dịch NaOH1M, khối lượng muối tính bằng đơn vị gam, thu được là. Đề này cô tóm tắt lại như sau. Từ 3,1 gam phốt pho, em tính được số mol phốt pho là 0,1 mol. Chất rắn A ở đây chính là B2O5. Khi cho B2O5 vào dung dịch NaOH, B2O5 sẽ lấy nước để tạo thành H3O4, sau đó tiếp tục tác dụng NaOH. Đề hỏi khối lượng muối thu được là bao nhiêu? Chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D và 10 giây cho các em suy nghĩ. Các em ra được đáp án bằng bao nhiêu? Cô sẽ hướng dẫn các em giải như sau. Đầu tiên là các em sẽ chuyển cái số mol phốt pho về H3B4 và hai số mol này bằng nhau là bằng 0,1. Lập tỷ lệ số mol OH trừ trên số mol H3B4. OH trừ là 0,2, H3B4 là 0,1 bằng 2. Như vậy dựa vào cái cây tỷ lệ này ta thấy bằng 2 là sẽ thu được HBO4 2 trừ. Sản phẩm thu được sẽ là NO2HBO4. Khi giáo bàn xảy ra là phản ứng vừa đủ và em tính theo số mol nào cũng được. Ở đây cô lấy số mol của H3BO4 là 0,1. Chuyển qua số mol muối là 0,1. Để muốn tìm khối lượng của muối, ta sẽ lấy M lớn của NO2HBO4 là 142 nhân với số mol là 0,1 sẽ thu được 14,2. Ngoài ra, cô có thể sử dụng một cách khác. Bản chất của cái phản ứng từ A vào dung dịch NaOH đó là phản ứng giữa axit H3BO4 với dung dịch kiềm NaOH. Theo định luật bảo toàn khối lượng của H3BO4 cộng khối lượng NaOH sẽ bằng muối cộng nước. Đề cho H3BO4 NaOH, như vậy ta chỉ cần tìm số mol khối lượng của nước là sẽ ra được khối lượng muối. Ta có số mol OH trừ là bằng số mol NaOH 0,2. Số mol H cộng là sẽ bằng 3 lần số mol H3B4 là 0,3. Như vậy số mol OH trừ nhỏ hơn. Do đó số mol nước ta tính theo OH trừ là bằng 0,2.
và thay các giá trị vào cái định luật bảo toàn khối lượng này thì các em sẽ có kết quả M lớn là 98, số mol H3O4 là 0,1 cộng NaOH M lớn là 40, số mol là 0,2 là sẽ bằng M cộng với nước là 18 nhân số mol là 0,2. Thì các em cũng sẽ giải ra được M là bằng 14,2. Đối với câu 2, các em không nhất thiết phải làm theo định luật bảo toàn khối lượng, nhưng cô muốn tổng quát lên rằng trong trường hợp đề chỉ yêu cầu tính khối lượng muối thì chúng ta có thể sử dụng bảo toàn khối lượng để tính. Vậy đáp án của câu hỏi này chính là đáp án C, 14,2. Đối với bài toán nghịch, tức là người ta sẽ cho khối lượng sản phẩm yêu cầu tính khối lượng chất đào, thì đối với bài này chúng ta không thể lập tỷ lệ, do đó phương pháp giải như sau. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm số mol H cộng và số mol OH trừ. Với số mol H cộng sẽ bằng 3 lần số mol H3PO4, và H3PO4 thì như ban đầu cô đã nói chuyển hết về bằng số mol phốt pho bằng 2 lần số mol P2O5. Bước thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm mol nước. Vì bản chất của phản ứng này là H cộng cộng OH trừ ra nước, cho nên chúng ta sẽ có hai trường hợp: số mol nước bằng số mol OH trừ nếu như OH trừ hết, và số mol nước bằng số mol H cộng nếu như số mol H cộng hết. Bước thứ ba, ta sẽ sử dụng bảo toàn khối lượng cho phản ứng giữa axit và bazơ. Khối lượng của H3PO4 cộng với khối lượng của NaOH hoặc KOH sẽ bằng em khối lượng rắn cộng với lại khối lượng của nước. Bây giờ chúng ta sẽ làm một vài cái bài tập áp dụng trong trường hợp này. Câu số 3. Cho 100ml dung dịch KOH4M tác dụng với 100ml dung dịch H3PO4AM thu được 32,35g 2 muối, giá trị của A là. Để các em làm cho nhanh, cô có thể tóm tắt lại như sau. Số mol KOH đề cho 100ml cho CM, ta tính được số mol là 0,4. Đề cho 100ml H3PO4AM, ta tính được số mol là 0,1A. Đề cho khối lượng muối là 32,35. Đề hỏi A bằng bao nhiêu? Các em có 15 giây để suy nghĩ. Các em ra được kết quả chưa? Rồi, đối với bài này các em để ý một điều này. Không phải bao giờ chúng ta cũng phải chia hai trường hợp. Đề cho khối lượng muối chứng tỏ rằng là OH trừ hết. Mà khi OH trừ hết, tức là chúng ta sẽ tính nước thay OH trừ là bằng 0,41. Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng này là khối lượng của H3PO4 cộng khối lượng KOH sẽ bằng khối lượng muối cộng khối lượng nước. Chúng ta sẽ thế các giá trị. M của H3PO4 là 98, số mol H3PO4 là 0,1A, thế vào đây. M KOH là 56, số mol của KOH là 0,4, khối lượng muối đề cho là 32,35, nước là sẽ bằng M lớn 18 nhân số mol là 0,4. Ta sẽ giải ra được A bằng 1,75. Như vậy đáp án của câu hỏi này chính là B. Vậy qua bài toán này, các em cần lưu ý khi đề cho khối lượng là muối thì ta tính nước theo OH trừ, vì lúc này OH trừ đã hết. Câu số 4. Cho M NaOH vào dung dịch chứa 0,04 mol H3PO4 sau phản ứng hoàn toàn được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y sẽ được 1,22 gram chất rắn khan, giá trị của M gần nhất. Cô tóm tắt lại đề như trên bảng. Đáp án A, B, C, D, các em có 15 giây để suy nghĩ.
Trong vòng 15 giây, các em đã bấm ra được đáp án chưa? Các em sẽ làm theo các bước ở trong phương pháp ban đầu. Số mol H cộng sẽ bằng 3 lần số mol H3VO4, tức là bằng 3 nhân 0,04 là bằng 0,12 mol. Tiếp theo, chúng ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng giữa NaOH và H3VO4. Trong trường hợp này, các em thấy khối lượng rắn thì ta cho là 1,22 m. Như vậy chúng ta sẽ chia hai trường hợp để tính. Trường hợp thứ nhất là số mol OH trừ H. Lúc này số mol nước sẽ được tính theo OH trừ. Ta có biểu thức tính như sau. M của H3VO4, M lớn là 98, nhân số mol là 0,04. M của NaOH là 40, nhân số mol của NaOH là mình lấy M chia cho M lớn là 40 bằng 1,22 m cộng 18 là M lớn của nước nhân số mol nước là bằng số mol OH trừ M chia 40. Nhập các giá trị này vào máy tính sẽ ra được kết quả M bằng 5,85 g. Đến đây các em đừng vội đã chọn đáp án, bởi các em phải kiểm tra lại số mol của OH trừ so với H cộng. Số mol OH trừ là sẽ bằng M chia 40 bằng 0,146, lớn hơn số mol H cộng. Vậy điều này là vô lý, vì chúng ta đang giả sử là OH trừ H. Vậy đáp án này chúng ta phải loại đi. Trường hợp thứ hai là H cộng H. Khi H cộng H thì chúng ta sẽ thế vào cái biểu thức định luật bảo toàn khối lượng. Ta sẽ có là tương tự như ở trên, nhưng chỉ khác cái là số mol nước bây giờ là sẽ là bằng số mol của H cộng, tức là bằng 0,12 mol. Và ta sẽ giải được M là bằng 8. Như vậy đáp án của câu số 4 là A. Người ta hỏi là giá trị M gần nhất, như vậy ta chọn là 8,1. Qua dạng toán này, các em lưu ý đó là khi đề người ta cho khối lượng là chất rắn thì các em sẽ chia hai trường hợp. Còn nếu như mà đề cho muối thì chúng ta chỉ cần tính theo OH trừ H là được. Chúng ta sang dạng thứ hai, kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm tác dụng với nước. Để làm được dạng bài tập này, các em cần ôn lại một số kiến thức sau đây. Thứ nhất, kim loại khử được nước ở nhiệt độ thường là gồm có các kim loại kiềm, ví dụ như là li ti, natri, kali. Kim loại kiềm thổ như là canxi, bari. Còn magie thì phản ứng chậm ở nhiệt độ cao, bari thì không phản ứng. Thì đối với những kim loại mà khử được nước ở nhiệt độ thường này thì oxit của nó sẽ tan được trong nước. Chúng ta có cái phương trình phản ứng, cô nhắc lại như sau. Nhìn trong phương trình phân tử này, các em dễ dàng nhận ra số mol OH- trong dung dịch thu được sẽ bằng 2 lần số mol hydro. Đây là một công thức cần lưu ý để chúng ta làm bài tập cho nhanh. Thứ hai là nhôm thì không tan trong nước nhưng mà tan được trong dung dịch 3 giờ. Cô lấy ví dụ phương trình phân tử giữa nhôm với dung dịch NaOH và giữa nhôm với dung dịch BaOH 2 lần. Những phương trình này các em đã được học ở trong bài nhôm. Khi gặp cái dạng bài giữa nhôm và dung dịch kiềm, các em nên chuyển sang cái phương trình ion rút gọn để giải cho nó dễ. Và nhìn thêm cái phương trình ion thu gọn này, chúng ta có một cái công thức, đó là số mol hydro thu được sẽ bằng 3/2 lần số mol nhôm phản ứng. Trong cái dạng 2 này, cô chia ra làm các cái dạng nhỏ như sau. Thứ nhất là kim loại kiềm, kiềm thổ vào nước, thu được dung dịch X và hydro. Sau đó người ta sẽ trung hòa cái dung dịch X này bằng một cái dung dịch axit, thu được muối vào nước. Thì ở đây sẽ có hai kiểu người ta ra đề. Một là người ta sẽ hỏi cái thể tích dung dịch axit cần trung hòa. Hai là người ta sẽ cho cái khối lượng của kim loại phía trước, yêu cầu tính khối lượng muối, hoặc cho khối lượng muối phía sau, hỏi cái khối lượng kim loại phía trước. Như vậy đối với cái dạng bài này thì chúng ta sẽ làm
như sau. Trước hết là chúng ta sẽ thấy số mol H cộng ở trong axit sẽ bằng số mol OH trừ ở trong dung dịch X, và số mol OH trừ sẽ bằng 2 lần số mol hydro. Là công thức 1. Công thức thứ hai là muối thu được. Này, muối thu được chính là bằng khối lượng của cation kim loại cộng khối lượng gốc axit. Nếu axit là HCl thì số mol của Cl trừ sẽ bằng HCl và bằng 2 lần số mol hydro. Nếu axit là H2SO4 thì số mol SO4 2 trừ sẽ bằng số mol H2SO4 và bằng mol hydro. Đây là một số lưu ý để các em làm bài tập cho nhanh. Cô lấy ví dụ sang câu số 5. Hòa tan hoàn toàn M gom hỗn hợp gồm natri, bari, kali vào nước dư, thu được 0,4 mol hydro và dung dịch X. Trung hòa X bằng HCl, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được 64,05 gam muối khăn. Giá trị của M là bao nhiêu? Cô tóm tắt sơ lại trên cái màn hình. Với 4 đáp án A, B, C, D, các em có 15 giây suy nghĩ. Các em ra được kết quả là đáp án nào? Cô sẽ hướng dẫn cho các em giải bài này. Trước hết ta nhận xét muối ở đây là muối clorua. Như vậy khối lượng của muối này sẽ bằng khối lượng của cation kim loại cộng với lại khối lượng Cl trừ. Trong đó số mol Cl trừ chính là bằng số mol của HCl. Và số mol của HCl là bằng 2 lần số mol của hydro, là bằng 0,8 mol. Như vậy chúng ta chỉ cần là thế các giá trị vào muối họ cho là 64,05, kim loại là chưa biết, và khối lượng của Cl trừ là bằng 35,5 nhân số mol là nhân 0,8, thì ta sẽ dễ dàng tính ra được M là bằng 36,65 gam. Vậy đáp án sẽ là C. Cùng mời các em sang câu hỏi số 6 với nội dung như sau. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol bari và 0,25 mol nhôm vào nước dư, thu được V lít khí hydro điều kiện tiêu chuẩn, giá trị của V là. Có 4 đáp án: A 8,96, B 6,72, C 4,48, D 2,24. Câu hỏi này đã khác với cái dạng mà cô vừa cho ở trên. Mặc dù cô chưa hướng dẫn nhưng cô tin rằng các em đã trả lời đúng. Vì ở đây chúng ta chỉ cần viết phương trình phản ứng là sẽ giải được. Khi cho bari và nhôm vào nước thì đầu tiên bari sẽ tác dụng với nước trước để tạo thành dung dịch kiềm. Cô viết dưới dạng phương trình ion thu gọn Ba2 cộng cộng 2O trừ ra hydro. Sau đó OH trừ thu được sẽ tác dụng với nhôm theo phương trình số 2. Ta chỉ đưa số mol của bari là 0,1, suy ra được OH trừ là 0,2, số mol hydro là 0,1. Cái OH trừ ở trên là 0,2 thì chúng ta sẽ đưa xuống dưới là 0,2. Số mol nhôm là 0,25. Vậy ta thấy là tỷ lệ phương trình là 1:1, số mol nhôm là 0,25 lớn hơn 0,2, cho nên là số mol hydro này sẽ được tính theo số mol OH trừ sẽ bằng 0,3. Vậy đề hỏi thể tích hydro, số mol hydro thu được sẽ là tổng ở hydro 2 phương trình. Chúng ta sẽ có V sẽ bằng là 0,4 mol nhân 22,4 bằng 8,96 lít. Đáp án sẽ là A. Qua ví dụ này các em để ý, trong trường hợp số mol của nhôm lớn hơn số mol OH trừ thì sau phản ứng chúng ta sẽ thu được một chất rắn. Chất rắn đó chính là nhôm dư. Các em xem lại đáp án của câu số 6 là đáp án A, 8,96 lít. Dạng 2.2 là dạng bài toán cho hỗn hợp kim loại kiềm nhôm hoặc là kim loại kiềm thổ với nhôm vào nước để thu được hydro.
Thì ở đây có hai kiểu người ta sẽ hỏi. Thứ nhất là người ta sẽ cho hero và sản phẩm có chắc ráng không ta. Kiểu thứ hai là người ta sẽ cho hero và khối lượng chắc tan ở trong dung dịch thu được. Tuy nhiên do thời gian không cho phép cho nên cô chỉ giới thiệu cho các em cái dạng là chắc ráng không tan sau phản ứng, đó chính là nhôm giật. Cách làm của bài này như sau. Cách 1 là cách đơn giản nhất, tức là chúng ta sẽ viết phương trình. Đây là phương trình phân tử đối với trường hợp hỗn hợp kim loại kiềm natri với nhôm. Đây là phản ứng phương trình phân tử giữa kim loại kiềm thổ bari với nhôm. Tất cả những phương trình này các em đã được học qua. Thì đối với những dạng bài này thì chúng ta nên chuyển về phương trình ion thu gọn để giải. Đặc biệt là trong hỗn hợp gồm có cả kim loại kiềm và kiềm thổ thì cái việc mà giải phương trình ion thu gọn rất là hợp lý. Cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn electron. Thì trong cái dung dịch thu được á, dung dịch thu được thì nó sẽ có các ion kim loại. Cô lấy tổng quát là Ar, N cộng và ion gốc axit đó là AlO2 trừ. Căn cứ vào cái định luật bảo toàn điện tích, ta sẽ có là số mol của AlO2 trừ sẽ bằng N lần số mol của kim loại và số mol của nhôm phản ứng bảo toàn nguyên tố sẽ bằng số mol của AlO2 trừ. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng định luật bảo toàn electron là 3 lần số mol nhôm phản ứng sẽ cộng N lần số mol kim loại Ar là bằng 2 lần số mol hydro. Việc sử dụng cách 2 này thì các em phải sử dụng cách nhuần nhuyễn, là mà em phải biết được là trong cái dung dịch thu được có chứa chất nào rồi chúng ta mới sử dụng. Cô lấy ví dụ để vận dụng cho cái cách làm như trên. Câu số 7, đề thi đại học khối A năm 2014. Hòa tan hoàn toàn M gam hỗn hợp nhôm natri vào nước dư, thu được 2,24 lít hydro điều kiện tiêu chuẩn và 2,35 gam chất rắn không tan, giá trị của M. Cô tóm tắt đề như hình. Có 4 đáp án. Với câu 7 này thì các em sẽ giải như sau. Cách 1, cô sử dụng cách 1 là chúng ta sẽ viết cái phương trình giữa natri và nước. Rồi sau đó OH trừ sinh ra sẽ tác dụng với lại nhôm. Vì đề cho khối lượng chắc ráng tức là nhôm dư cho nên là OH trừ này sẽ hết. Thì cô gọi A là số mol của natri thì suy ra OH trừ sẽ là A và số mol hydro thu được ở phương trình 1 là 0,5 A. A ở số mol A ở OH trừ trên ta sẽ đưa xuống là A. Vậy ta suy ra được số mol nhôm ở dưới cũng là A. Số mol hydro ở phương trình 2 là sẽ bằng 1,5 A. Như vậy tổng cái hydro thu được ở hai phương trình này sẽ là 2 A và bằng 0,1. Và chúng ta sẽ tìm ra được A là bằng 0,05. Đề yêu cầu tính khối lượng M, như vậy M sẽ bằng khối lượng của natri cộng với khối lượng của nhôm phản ứng và cộng với lại khối lượng của nhôm dư. Như vậy chúng ta sẽ có khối lượng của natri là 23, số mol là 0,05. Nhôm phản ứng sẽ là 27 nhân số mol là A 0,05 cộng với cái lượng nhôm dư này là 2,35. Chúng ta thế vào thì sẽ ra được là 4,85. Vậy chúng ta sẽ ra được đáp án là B. Nếu như giải theo cái phương trình, nếu giải theo cái bảo toàn A thì ta chỉ có là chi số mol của natri cộng 3 lần số mol nhôm phản ứng bằng 2 lần hydro. Và chúng ta chỉ việc thay vào số mol nhôm phản ứng này sẽ bằng số mol AlO2 trừ bằng số mol Na cộng. Đã giải ra được A bằng 0,05. Mình xem lại đáp án của câu số 7 là đáp án B. Chúng ta sang câu số 8. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm bari và nhôm, tỷ lệ mol tương ứng 1:3 vào nước dư, thu được V lít khí hydro điều kiện tiêu chuẩn và 2,7 gam chất rắn không tan. Tính giá trị của V. Cô tóm tắt lại đề. Với 4 đáp án A, B, C, D em sẽ chọn. Bài này thì ngược với bài hồi nãy một chút,
đó là cho khối lượng của chất rắn, cho tỷ lệ số mol ban đầu yêu cầu hóa thể tích hydro. Thì chúng ta cũng tương tự thay cái natri bằng cái Ba, và số mol của bari là A, C2OH trừ là 2A, số mol hydro thứ nhất là A. Từ cái OH trừ ở trên là 2A thì chuyển xuống dưới này 2A, suy ra hydro sẽ là 3A. Và số mol của nhôm phản ứng sẽ bằng OH trừ 2A. Đề cho khối lượng chất rắn là 2,7 gram, chính là nhôm dư, tính được số mol nhôm dư là 0,1. Số mol nhôm dư là sẽ bằng số mol nhôm ban đầu này, là 3A, trừ cho có số mol nhôm phản ứng 2A là bằng đề cho 0,1. Như vậy chúng ta sẽ giải A là bằng 0,1. Đề hỏi thể tích hydro. Vậy thể tích hydro sẽ bằng là tổng thể tích hydro ở cả hai phương trình này. Vậy chúng ta sẽ có là V sẽ bằng 4, A cộng 3 là 4A, là 4 nhân 0,1 nhân 22,4 là bằng 8,96 lít. Đáp án đi. Thì đối với bài này chúng ta cũng có thể sử dụng theo cái định luật bảo toàn A. Bảo toàn A tức là 3 lần số mol nhôm phản ứng cộng 2 lần số mol bari sẽ bằng 2 lần số mol hydro. Trong đó số mol nhôm phản ứng sẽ bằng số mol AlO2 trừ và bằng 2 lần số mol bari. Như vậy chúng ta thế số vô là 3 nhân nhôm phản ứng là 2A cộng với lại 2A bằng 2 lần hydro. Thì tương tự chúng ta cũng sẽ ra được đáp án là B. Dạng cuối cùng mà cô muốn giới thiệu với các em hôm nay mà trong đề thi đại học người ta cũng hay ra, đó là hỗn hợp kim loại kiềm hoặc kiềm thổ với nhôm, thực hiện hai thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất với nước dư, thí nghiệm thứ hai với kiềm dư để thu được hydro. Trường hợp 1, số mol nhôm lớn hơn số mol OH trừ. Ở thí nghiệm thứ nhất là với nước, tức là nhôm dư, thì chúng ta sẽ tính hydro ở phương trình số 2 theo số mol OH trừ. Và cô viết cái phương trình tổng quát R là kim loại kiềm hoặc là kiềm thổ với X là cái hóa trị của kim loại R. Đặt A là số mol kim loại thì ta sẽ thu được hydro ở phương trình trên là 0,5 AX. OH trừ ở trên sẽ là AX và số mol OH trừ ở trên chính là OH trừ ở dưới. Tính được số mol của hydro là sẽ là 2AX. Thí nghiệm 1. Thí nghiệm 2, khi cho tác dụng với kiềm dư thì nhôm sẽ hết. Phương trình phản ứng giống như thí nghiệm 1 nhưng chỉ khác về số mol. Khi nhôm hết là chúng ta sẽ tính hydro ở phương trình 2 theo số mol của nhôm. Gọi B là số mol của nhôm thì hydro sinh ra ở phương trình 2 sẽ là 1,5B. Như vậy ta có cái số mol hydro ở thí nghiệm 2 sẽ là 0,5AX cộng 1,5B. Lúc này, thể tích hydro thu được ở thí nghiệm 2 sẽ lớn hơn thể tích hydro thu được ở thí nghiệm 1. Và trường hợp này chúng ta rất là hay gặp. Trường hợp thứ hai X gặp hơn nhưng cũng có thể xảy ra, đó là số mol nhôm nhỏ hơn hoặc bằng số mol OH trừ. Thì ở thí nghiệm 1, 2, thí nghiệm 2 đi nữa, OH trừ đều dư, nhôm sẽ hết. Cho nên là ở trường hợp này, số mol hydro hay là thể tích hydro thu được ở cả hai thí nghiệm đều là như nhau. Như vậy cô đã giới thiệu xong cho các em các cái dạng bài tập cơ bản trong cái chuyên đề tiết 2 kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm. Việc một bài toán thì có thể có rất là nhiều cách giải, và việc chọn cái cách nào thì sẽ phụ thuộc vào khả năng của chính mình và cái quá trình rèn luyện. Món quà mà cô muốn tiết lộ với các em trong tiết học hôm nay đó là một cái trò chơi. Các em sẽ tham gia mở máy tính hoặc là điện thoại, làm theo các bước vào link sau. Sau đó cho em sẽ điền mã code là 305781. Một món quà đặc biệt nữa đó là cô sẽ giới thiệu cho các em một cái file đề bài tập. Trong này có các đề chúng ta vừa giải và có các cái đề tư duy theo kiểu suy luận nhanh. Các em vào đường link bit.ly kim loại kiềm thổ nhôm. Cuối cùng cô xin chúc tất cả các em thành công trên hướng đi của riêng mình. Cô cảm ơn các em đã tham gia cùng cô trong tiết học hôm nay.